Xin chào cô bác, anh chị em và các bạn. Hôm nay Nhung làm một cái thức uống rất là tốt cho sức khỏe, chống dịch, chống lão hóa, mọc tóc lên, không có rụng nữa, mà uống mỗi ngày. Còn chống được máu cao và máu thấp. Sáng sớm mình uống một ly thì nó cũng được giảm cân luôn nha các bạn. Nó có nước chanh á, với lại mật ong, gừng, trái kỷ tử. Vừa công thức nó cũng vừa uống luôn nha các bạn. Lát mình sẽ ghi vào cái phần mô tả thức bao nhiêu gam nha. Trước khi mình uống mình cứ quậy lên nha các bạn. Quậy cho nó đều lên. Các bạn cho khoảng chừng 2 muỗng canh, 3 muỗng canh là được rồi. Nó có tay cầm rất dễ các bạn. Cầm cái mình rót. Cho nước trà. Giờ mình cho trái kỷ tử vô. Cho mỗi lần khoảng chừng 5 trái mình uống được rồi. Giờ Nhung mời các bạn uống nha. Ngon quá. Nó vừa vừa uống luôn các bạn, dễ lắm. Trái kỷ tử này lát nữa mình ăn luôn, uống hết cái ly này rồi mình ăn luôn cái cho nó bổ nha. Mình đậy nắp lại mình để trong tủ lạnh nếu bạn. Nguyên liệu gồm có đây là ba trái chanh, gừng, trái kỷ tử, đây là mật ong bio. Mình đi đây là dùng 500 ml mật ong nha các bạn. Bio này rất là ngon. Mình rửa sạch hết nha các bạn. Cho nó bóng hết thì cái keo mình nó giữ được lâu. Bây giờ chúng sẽ đi gọt gừng và chanh nha. Nó cào hết cái vỏ sạch. Các bạn gọt cái kia cái gốc này cho nó sạch hết cái này. Giờ mình đem đi rửa sạch nha các bạn. Đây là mình rửa sạch rồi mình lấy khăn mình lau các bạn. Cho nó ráo nước. Để mình giữ được lâu đó. Giờ mình cắt nhỏ nha. Mình cắt nó vừa vừa để mình uống đó, cho nó dễ. Cắt nó mỏng nè. Cho vô đây nha. Dễ làm hai thôi. Mình đã để được ba keo các bạn. Gừng ở đây là mình cân ở đây thêm 100 gram. Mình mua tới nửa ký lận. Cho nên là mình phải làm lần một luôn các bạn. Tổng cộng là ba hũ này là 400 gram. Đây là mình làm được ba hũ này các bạn. Là 400 gram. Chanh này mình rửa sạch nha các bạn. Lát nữa mình sẽ cân bao nhiêu ml nước chanh để mình cho các bạn hay nha. Trước khi mình làm nó rửa sạch rồi mình lau sạch. Bởi vì nó nhiều người, nhiều cái tay người ta cầm tới á. Cho nên mình phải kỹ cho nó sạch sẽ. Biết đâu người ta có bệnh đâu có biết được ha. Bây giờ chanh này Nhung sẽ cắt ra.
Mỗi một lần làm á, mình làm mỗi sáng mình đi làm á, mình uống một ly, rồi trưa một ly, tối một ly, tốt cho sức khỏe mà nó được những người mà bị mà nó có chống lão hóa mà nó cũng chống dịch nữa. Nó có cái trái kỷ tử nè các bạn, nó có nhiều món cái vitamin ở trong đây nè. Bây giờ mình sẽ nặng nha. Có rẻ đâu, cái vỏ chanh này nè, người ta làm bánh á. Cái chanh này nó nhiều nước lắm các bạn. Cái trái một túi nó nói là nó có ba trái. Nhung làm ở đây là 5 trái. Rồi được đây 5 trái nhiều quá nè. Đây là cái vỏ chanh này các bạn. Mình làm được như đây nè. Cái vỏ nó mình không có bỏ nha. Để mình làm bánh. Bây giờ cái chai này mình sẽ tháo ra. Mình đổ như vậy thì nó dễ hơn các bạn. Bây giờ mình sẽ chia ra làm ba nha. Đây là cái keo này mình được nó tới đây. Giờ nước chanh mình cũng cho đây luôn. Cái keo là cái này á là nó 250 ml nước chanh. Cho vào đây nha. Tức là mỗi một keo mình cho là 200 ml nước chanh. Mình cho hết luôn các bạn, nó còn chút xíu cái cặn á, mình bỏ. Đó, như vậy là đã xong rồi các bạn. Mình nó quậy lên cho đều lên. Cái này mình để được lâu, uống được nhiều lắm á. Chua chua, cay cay, ngọt ngọt. Pha nước trà, nước sôi lên. Bây giờ cái thức uống lành mạnh mình đã làm xong rồi các bạn. Trị lão hóa làm cho tóc mình nó được mọc lên nữa nè, không có được rụng nhiều. Nhưng uống cái này mỗi ngày á, mỗi một lần mình uống mình cho một ly, rồi mình cho vài trái cải tử vô, mình cho chừng 4-5 trái thôi. Một ngày mình được phép là trên 20 trái thì mình, các bạn có thể uống bao nhiêu cũng được. Trái này nó rất là tốt cho sức khỏe, bị máu cao. Bây giờ Nhung sẽ dừng video tại đây nha các bạn. Hẹn các bạn video kỳ tới. Chúc các bạn được sức khỏe dồi dào, âm thanh an lạc. Xin chào.